đúng là Camry cô khác các bác ạ. Tuy rằng thì đây là một chiếc xe mà đời không cao, thế nhưng mà chiếc xe vẫn còn giữ được những cái độ chất như là chất vỏ này, rồi chất máy, chất số, chất gầm này các bác ạ, rồi tất cả những chức năng khác nữa. Và nó là một chiếc xe đáng để dùng trong cái tầm tiền mà tầm khoảng hơn 200 triệu đúng không ạ? Hơn 200 triệu. Tất nhiên thì các bác sẽ có nhiều sự lựa chọn với cái tầm tiền đấy đúng không ạ? Nhưng mà để mà có được một chiếc xe vừa bền, chạy này vừa đầm vừa chắc vừa thích, vừa to cao rộng rãi, thì để mà nói thì sẽ ít có được một chiếc xe nào mà qua được cái chiếc xe Toyota Camry như thế này đúng không ạ? Đây, form dáng bên ngoài của chiếc xe đây ạ. Đây, cabo em chưa đóng hết nhá. Đèn pha còn rất là sáng. Và chiếc xe này nha các bác, em mua của một người ở thành phố Nam Định. Đấy. Không hẳn này mua, không hẳn mua các bác nhá, mà chiếc xe này thì em đổi cho một anh ở đấy. Một anh Nam Định, anh ấy đổi chiếc xe Mazda 6 đời cao của bên em và anh ấy đã để lại cho bên em cái chiếc xe này. Đây. Lốp của xe khá là dày nhá. Lốp xe rất là dày luôn này. Đấy. Và đây, đứng vị trí này thì các bác thấy cho em là về cái phần form của nó. Đây. Tuy rằng đời thấp nhưng form của nó thiết kế đến bây giờ vẫn không bị lỗi mốt, không bị mất cái dáng. Đây, xe nó rất là dài và rất là cao, rộng nữa đúng không? Đây, các bác xem nhá. Trang bị na răng đúc nguyên bản theo xe, phanh ABS 4 bánh, rồi túi khí an toàn rất là nhiều. Chiếc xe này là Toyota Camry 2013, số sàn máy xăng 2.4. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cho các bác là hơn 200 triệu. Và cụ thể giá các bác nhìn được tôi để cho em nhé. Hơn 200 triệu thôi thì các bác cũng đã có thể mua rồi. Nội thất bên trong của xe đây, xe trang bị là có hai túi khí an toàn, một túi làm ở giữa vô lăng và một túi nữa được thiết kế đặt ở phía bên kia nhá. Em màn hình cam nồi, bộ ghế da đẹp. Đây các bác xem, bộ ghế da chất liệu đẹp các bác nhá. Gương kính được điều chỉnh điện và làm ở đây. Nằm ở đây nha các bác. Đấy, đây là phần form dáng như là phần nội thất bên trong. Đây các bác này, nội thất của nó rất là rộng rãi nhá. Những phần tắp đi tắp nô này rất đặc biệt. Một cái là chiếc xe này được bọc cái phần tắp đi bằng chất liệu da xịn. Đấy, chất liệu da xịn nha các bác. Rất là tươi, sáng, sạch sẽ. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem phần nội thất bên trong của chiếc xe này nhá. Đấy, di chuyển nội thất này xuống đến phần vỏ này, phần gầm máy này. Các bác theo dõi, các bác xem video để được biết về tình trạng của chiếc xe này, xem chiếc xe có đáng để các bác bỏ tiền ra mua không nhá. Các bác liên hệ sớm bên em theo những số điện thoại ở trên đây để được chốt giá nhá. Đấy, chốt giá và địa chỉ đây luôn này. Và có thêm hai số nữa để chúng bác tham khảo nhá, là số 0866 181 628 hoặc là 0335 838 839. Đấy là những số tiếp theo nữa của bên em các bác nhá. Đấy, siêu thị ô tô Hải Dương rất là nhiều xe ô tô cũ để cho mình chọn luôn. Để em quay các bác xem kỹ về xe này. Đây, đây là phần mép cánh cửa nhá. Đấy, keo chỉ của xe là vẫn còn. Ở những cái phần tắp ni tắp nô của xe đây em quay tổng thể cho bác xem, quay gần một chút nữa đúng không ạ? Chất liệu da, loại da cao cấp. Đấy, gương kính điều chỉnh điện và lên xuống rất là khỏe nhá. Đấy, nó không yếu mà nó không đi đâu. Gương kính điện lên xuống rất là nhẹ luôn. Đấy, bộ ghế đẹp, bộ ghế của xe rất là mới. Đấy, có phiếu nhắc thay dầu này, để bảo dưỡng này. Tắp lô đây, các bác xem. Tắp lô của xe bằng loại da xịn nhá, bằng chất liệu da xịn nha các bác. Sàn đây. Đấy, côn số lái của xe rất là nhẹ. Điều hòa lạnh buốt lạnh sâu. Đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe. Đấy, có nhá, công tắc. Đấy, màn hình này. Những cái đồ nhựa ở phần bên trong rất của xe không gãy vỡ nhá.
ở đây đồng hồ này. Đấy, trần của xe thì vẫn là trần nỉ, hơi bẩn một vài vị trí. Cốp to, đấy, cốp này rất là to luôn. Đây vách cửa và đây phần vỏ bên ngoài được sơn. Mình đang ngồi xem, rảnh tay cho em xin một lần like. Nhấn vào cái nút mà có ngón tay chỉ lên trời đấy ạ. Các bác nhá, nhấn like, nhấn chia sẻ lên một số trang hoặc là trên trang cá nhân của mình. Đấy là một cách ủng hộ bên em và cũng là một cách để các bác lưu lại video. Đây những cái phần tắp mi cánh cửa đây. Chiếc xe Camry đẳng cấp tiền tỷ ngày xưa, và bây giờ thì chỉ có giá là nhô 200 triệu thôi, các bác đã có thể là mua được rồi. Đấy, nhô 200 triệu thôi các bác có thể mua nhá. Phía sau đây thì trang bị có loa này, rồi có rèm che nắng, cái rèm màu đen đen ở dưới kìa. Đấy. Vâng nhá. Vách cửa này không mục mọt đâu. Dòng khung dòng cánh của xe này vẫn còn đẹp. Lốp giày cá bộ. Lốp giày cá bộ nhá. Mà là dòng lốp xịn nhá, lốp Michelin nhá. Đấy. Cái đèn sau đẹp này. Đèn trước cũng vậy. Cửa đóng êm nhẹ nha các bác. Đấy, đã êm. Dòng Camry thì các bác biết rồi, tôn vỏ thì khói bàn rất là dày. Đấy các bác nghe. Tôn vỏ rất là dày luôn. Kính của xe thì được dán rồi. Đấy, nóc này. Đây, form vỏ bên ngoài của cái chiếc xe đây. Đây là phía bên tài nhá. Đây đang có hai khách anh đi con xe xanh, giống con xe vàng của em. Đây, đang ngắm tiếp theo con xe vàng của em. Đây các bác xem nhá. Biển 18 thì tự nhân. Đấy, nước sơn đẹp, đèn đẹp đúng không ạ? Có cảm biến lùi ở phía sau đây. Cốp của xe rất là to rộng nhá. Đấy, các bác nhá. Tắp ly tắp lô của xe rất ok luôn. Đây các bác xem tiếp nhá. Ok chưa? Đây bộ ghế đây nhá, em quay kỹ một chút, quay gần một chút. Đây, da loại tốt đấy ạ, chứ không phải là da bình thường đâu nhá. Sàn đây. Đây phần tắp lô này, tắp lô chất liệu da rất là căng đẹp. Đây, đồ nhựa bên trong của xe là còn ok, không gây vỡ gì. Ở chỗ này thì trang bị này để có chỗ để đồ này. Đấy. Tiếp theo em quay cho các bác xem. Một cái cuối cùng, những vị trí tiếp theo. Đây ạ. Dòng xe Camry em rất kết ở cái khu vực mà tắp ly tắp lô, những cái vị trí tắp ly tắp lô nó được thiết kế bằng loại da, cho nên là nhìn rất là thích luôn, nhìn rất thích mắt, sờ cũng thích đúng không ạ? Và những cái lớp da như này thì nó không bị bạc, nó giống như là nhựa các bác nhá. Nhựa là hay bị thoái hóa, bị bạc màu ố đi và nó sẽ xấu đúng không ạ? Vâng, thì nội thất chiếc xe này em cũng đã quay xong rồi. Chiếc này các bác mua về mình vệ sinh thêm một chút nữa thì nó sẽ sáng đẹp hơn. Sáng đẹp hơn nhá. Bây giờ thì em sẽ quay gửi tới các bác xem phần vỏ bên ngoài. Đấy, vỏ bên ngoài của cái mẫu xe này. Đấy, đi một vòng xung quanh luôn nhá. Đấy, cabo là chưa đóng hết này. Đăng kiểm tháng 12 năm 21. 1221. Kính của xe dán rồi. Vòng xung quanh để các bác thấy được về độ đẹp, độ sang xịn của mẫu xe Camry này. Rất to cao luôn đúng không ạ?
nhiên liệu đối với chiếc xe số sàn máy 2.4 này của dòng xe Toyota thì nó chỉ ở tầm khoảng 8 lít thôi các bác ạ. Đấy, trên dưới tầm đấy. Về Toyota bao giờ nó cũng sẽ tiết kiệm hơn so với lại một số những dòng xe cùng chấm khác. Nó đúng ra thì không phải 2.4 đâu mà chỉ là 2.36 thôi các bác nhá, chứ không phải là 2.4. Chưa được 2.4 đâu. Gọi là 2.3 cũng được, các bác gọi 2.4 cũng được. Đấy, nước sơn đẹp, các bác về mình có thể là đánh bóng thêm một chút nữa để cho nó sáng đẹp hơn. Đấy, vậy là phần nội thất bên trong thì là phần bỏ bên ngoài. Để quay xong các bác xem gầm máy luôn đây các bác nhá, gầm đây cua lốp đây, không một ngọt đâu. Dòng này thì có một ngọt rồi các bác ạ. Đây này, gầm nó đẹp như này luôn thì các bác này. Dòng này khó mục mòn lắm. Trừ phi các bác mình vất ở vùng biển thì nó mới mục mòn được thôi. Chứ còn thì những cái mẫu xe mà không có biển như là 18 năm Định hay là Hải Dương, Ba Tư Hải Dương thì khó để mục mòn. Máy đây các bác này. Đây là máy nhá. Em quay máy cho các bác xem nhá. Abo đây, máy đây. Máy êm, khô. Máy thực sự ngon và bên em cũng đã test, đã kiểm tra, đã kiểm tra toàn bộ rồi, nhá. Máy gầm này, rồi số này, rồi những chức năng của chiếc xe này bên em cũng đã kiểm tra hết rồi. Cho nên là bác nào mua chiếc xe này về thì cũng yên tâm thôi. Tuy rằng thì tất nhiên là mới thì nó sẽ không là mới các bác nhá, nó không còn là gọi là xuất sắc. Thế nhưng mà xe nó không có lỗi gì. Đấy. Về vấn đề đâm đụng ngập nước đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, sai bên em nhận xe, nếu mà chiếc xe mà xảy ra là tai nạn đâm đụng ngập nước là các bác mua phát hiện ra, bên em sẵn sàng nhận lại xe cho các bác nhá. Đây là gầm. Vậy là em đã quay xong, sẽ được chuẩn bị tạm dừng. Đấy, trước khi tạm dừng thì em nhấn mạnh với các bác một chút. Đấy là các bác hãy nhanh tay gọi điện cho bên em để được chốt giá chiếc xe này với mức làm sao yêu nhất. Và để được tư vấn về những cái thủ tục sang tên, rồi công chứng hoặc là vận chuyển. Bên em vận chuyển toàn quốc nha các bác. Đấy, vận chuyển bất cứ đâu, ở trên toàn quốc, bất cứ tỉnh thành nào nhá. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trang fanpage để tiếp tục đồng hành và theo dõi tham khảo những mẫu xe ô tô cũ của cửa hàng bên em, của siêu thị ô tô Hải Dương các bác nhá. Xin được cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.